Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Sip. Thì bây giờ là 7 giờ sáng. 7 giờ sáng rồi mọi người ở trên Minh Thì tính ra là sáng nay Hana tính đó là thức dậy sớm để đi đón bình minh với mọi người. Nhưng mà thức dậy phát là 7 giờ rồi, nên là thấy nắng nó lên rồi. Thì thầy vẫn còn đang ngủ. Ngày hôm qua uống nhiều rượu quá nên là xỉn. Về là mạnh nào nấy ngủ. Thì Hana dậy sớm để chỉnh sửa một số video clip, rồi sau đó là dọn dẹp một tí xíu những cái đồ cá nhân của mình, rồi sẽ đi quay buổi sáng ở trên Minthit cho mọi người xem. Thì cái lời khen cho cái chỗ mà mình đang ở đây nè, nó rất là yên tĩnh luôn mọi người. Trời, ngủ nó thích ơi là thích luôn, không có giống như ở trên mình là nghe tiếng xe chạy rồi nghe tiếng mèo kêu rồi này kia, rồi sáng sớm có nhiều người người ta đi á, rồi người ta nói chuyện lớn á. Sáng có mấy người đi tập thể dục với lại mấy người đi bơi á, người ta đi ra ngoài cái là người ta nói chuyện lớn quá là mình thức dậy sớm lắm. Ở trên này ngủ thích ơi là thích luôn, mà không khí nó đúng thật là nó rất là dễ chịu luôn mọi người. Ở trên núi nó có hơi buồn nhưng mà thật cái điểm cộng của nó là như vậy, sống ở trên này chắc họ dữ lắm đó. Thì Hana chờ thầy dậy thì Hana sẽ pha cà phê cho thầy uống và sẽ đi đi ra ngoài nhà hàng ăn sáng. Thì trong cái lúc mà chờ thầy dậy á thì Hana sẽ đi quay quay vòng ở đi bộ vòng ở phía ngoài để quay cho mọi người xem vòng vòng ở phía ngoài nha. Đó, mọi người nhớ đăng ký, bấm like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Sip, để là những người mà theo dõi cái cuộc sống thường ngày của Hana, theo dõi cái sự phát triển của Hana, theo dõi những cái công việc của Hana. Đó. Thì rất là cảm ơn tất cả anh chị, cô chú và các bạn, các em đã luôn ủng hộ dành cho Hana những cái bình luận rất là tích cực và những cái bình luận an ủi Hana ở trên YouTube. Đó thì Hana rất là trân trọng những cái tấm lòng của mọi người dành cho Hana. Thì Hana hy vọng là trong tương lai mọi người vẫn ủng hộ Hana nữa nha. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng theo dõi hết cái video clip này nha. Hana sẽ đi ra ngoài đi dạo và quay cho mọi người xem nhé. Buổi sáng ở đây thời tiết thích nha, nó không lạnh lắm nha mọi người. Hana vẫn mặc áo mỏng này nè, mặc váy mỏng này nè, không lạnh lắm đó. Tính đâu là lạnh, tính đâu mang áo khoác ra nhưng mà thấy không lạnh, nên là thôi để Hana quay lại cái view của ngày hôm qua mà từ cái phòng, từ cái chỗ Hana ở đó, quay ra ngoài nè đó, cái view ở sau lưng nè đó, để Hana quay cho mọi người xem nha. Nắng lên rồi chứ mà dậy sớm á, thì dậy sớm mà xem mặt trời mọc thì nó sẽ đẹp hơn luôn. Ở đây nó yên tĩnh đó mọi người, mà lúc nào cũng có bảo vệ nha, trong cái khu Minh Thiếp này lúc nào cũng có bảo vệ hết á. Chú bảo vệ tối, chú bảo vệ đi vòng 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 này nè. Đi ra xe mình lấy cái đôi dép chứ. Đây cái bãi xe có một mình, có một mình nhà Hana để xe ở đây thôi, cái bãi xe rộng lắm mà chú bảo vệ đậu xe đằng kia kìa. Mùa sương nó ướt cái xe luôn. Mình kêu thầy mang cho mình cái đôi dép để mang mà sao thầy không mang vậy ta. Ngày qua rõ ràng mình bỏ dép à, đây là ổng quan mạng. Xe lại cái đã. Bây giờ thì mình đi dạo vòng vòng ở phía trước trước ha. Mình đi dạo phía ngoài trước ha. Ngày hôm qua đi đến là lúc hơi chiều rồi, cái lu bu đủ thứ chuyện hết nên là cũng không có đi dạo ở ngoài cho mọi người xem. Bây giờ trong cái khu này nó vẫn còn đang xây dựng tiếp những cái resort nữa đó mọi người, những cái ngôi nhà để bán cho dân định cư à. Nên là nó vẫn còn ấy. Đây là cái khu mà nhà Hana ở. Đó. Ở trước cũng có khoảng sân, cũng trồng cây. Nhưng mà không biết là thẩm mỹ của không
không biết là thẩm mỹ của mấy người ở đây như nào, nhưng mà thấy trồng cây xấu quá. Nếu mà để cho Việt Nam mình trồng thì đẹp, nếu mà Hana trồng thì Hana sẽ trồng cái thảm cỏ ở trong này nè, là nó phải xanh mướt mượt mượt luôn. Rồi đó thì Hana sẽ thiết kế mấy cái đá mà màu trắng trắng á mọi người, mấy cái đá màu trắng trắng giống sỏi trắng trắng ở Việt Nam mình á đó. Mình sẽ trải theo một cái lối đi, nó nhỏ nhưng mà mình làm thì nó đẹp. Ở ngay chỗ này, ngay cái góc này, Hana sẽ làm một cái hòn nông bộ để cho nước nó chảy xuống. Ở trong này mình trồng cây đó, cái mình để một cái xích đu ở ngay này nữa. Ngay góc này Hana sẽ để cái xích đu nè, ngay góc này thì Hana sẽ làm một cái hòn nông bộ nè. Rồi cái thảm cỏ mình sẽ làm thảm cỏ nhân tạo màu xanh nè đó, thì mình sẽ rải đá theo cái đường đi, rồi trồng thêm hoa hồng rồi này kia thì nó đẹp hơn. Còn cái này nhìn nó sơ sát quá. Cái tầng dưới thì nó là hai phòng nha mọi người. Ở trên là mình sẽ có cái cầu thang, có cái cầu thang bên hông này nè đó. Ở giữa này có cái cầu thang nè, là đi lên là tầng trên. Tầng trên chắc cũng là hai phòng nữa. Rồi lúc mà mình mới đi ngang qua thì mình nghĩ là nó trên dưới là lầu, nhưng mà không, nó riêng lẻ ra mọi người. Nó riêng lẻ ra. Mình đi phía trước trước, sau đó thì mình sẽ đi vòng ra phía sau mình xem đó. Cái hồ bơi thì nó nằm trên cao trên kia, tí nữa Hana đi vòng phía sau Hana sẽ lên hồ bơi cho mọi người xem nha. Tối hôm qua mình cũng thấy có mấy người ở đây. Đường này rộng rãi lắm. Ở bên kia có sân cỏ nữa kìa. Mình đi qua bên này. Qua bên sân cỏ này coi. Đây, có sân cỏ. Ở ngay chỗ này là sân golf đó mọi người. No entry private area, có nghĩa là đừng có đi vào cái khu private là cá nhân, cái khu mà không cho không phải là khu cộng đồng á. Đây cái sân dưới này là sân cỏ nè, cỏ này với lại đánh golf. Hana không có biết đánh golf nên là không có biết là nó như thế nào. Ở bên kia có cái hồ nước, mọi người thấy hữu tình chưa? Cái này cũng là nhân tạo thôi. Đó. Đẹp không? Người ta nói là mình có thể học đánh golf ở đây cũng không có mắc tiền đâu mọi người. Một cái bài học cho một cái buổi học thực tập thử là có 50 euro thôi, cũng đâu có đắt đâu. Ngày hôm qua cái anh mà dọn phòng, cái anh hướng dẫn phòng á, anh nói là nếu mà học thì cứ book sẽ có người tới dạy thì có 50 euro một buổi thôi. Nhưng mà Hana thì không có cái điều kiện, ý không phải không có điều kiện mà là không có nhu cầu á mọi người. Cái môn này mình không thích, kiểu dạng mình thấy chán chán sao, môn cho dành cho nhà giàu không phải cho mình. Ở trên kia nhà, mấy cái nhà mà có cái máy đỏ đỏ mọi người thấy không, là cái chỗ mà quầy lễ tân á. Rồi đi thẳng lên trên kia tí xíu qua khỏi cái đoạn đường mà mọi người đang có mấy chiếc xe đồ đang làm á, là đoạn đường đó là nó đang xây thêm trung tâm mua sắm, xây thêm siêu thị với lại spa. Mà cái dịch vụ massage ở bên này thì cũng có rồi đó mọi người, lúc nào cũng có người massage hết, kể cả khuya cũng có luôn. Đó thì giá thấp nhất là 110 euro cho một tiếng đồng hồ. 110 euro bằng quán mình làm 3 tiếng. Cây đẹp ha. Yên tĩnh ha, ở trên này thích, đúng thật là cái kiểu cách sống của nhà giàu. Bây giờ thì mình đi dạo tí xíu. Rồi ở ngay chỗ kia thì nó đang xây á, nên là có xe rồi có thằng cẩu rồi này kia, nên là mình sẽ không đi đến chỗ đó đâu. Đi qua chỗ đó nó, người ta nói là cái chỗ đó nó có cái chỗ tập thể dục mà hơi xa mọi người ơi, tập gym á mà hơi xa. Thì giờ mình sẽ đi vô hướng của cái quầy lễ tân ngày hôm qua ha, xong cái mình đi vòng ra phía sau đó. Thì sân golf nó ở bên phía bên tay bên này, mà sân golf này không có xuống được. Giờ này chắc cũng đâu có ai đánh golf, bữa nay là ngày thứ ba thôi, chắc là không ai đánh golf. À có chứ kìa, có người đánh golf kìa mọi người. Có người chơi golf ngày mới sáng sớm. Nhưng mà nghe giọng nói tiếng Anh kiểu giống như Trung Quốc ấy. Sớm, sáng sớm có người đánh golf rồi nha. Nhưng mà mình không có được vô. Bây giờ nó nói là cái khu này là cái khu private chứ không phải là public. Phía trong này không có nghe được, không có nghe được người ta nói gì. À có đường đi xuống nhưng mà mình đâu có chơi đâu, mình xuống đó. Kìa. Người ta đang đánh nè.
Thôi bây giờ mình đi qua bên phía bên này ha. Đây là cái quầy lễ tân. Sáng mới sáng 7 giờ có người ra đánh gom rồi chứ. Như mình hay lúa mình đâu có biết đâu. Thì bên này là cái khu mà ngày hôm qua mình tới, thì ở trong này là quầy lễ tân. Thì mình đi xuống dưới coi, ngày hôm qua mình chưa có xuống dưới, hình như là bãi xe ở dưới hay sao. Đúng rồi, bãi xe. Đây là cái bãi xe nè mọi người. Đây, ngày hôm nay mình có cuộc hẹn là chắc là 8 giờ rưỡi mình đi ăn. Ăn sáng xong 10 giờ mình về lại phòng dọn dẹp một xíu đồ, xong rồi là mình sẽ có một cái anh ở bên công ty Bafilia qua đón để đi quay mấy cái dự án của công ty á. Đợt này Hana cũng không có clip về những cái dự án để đăng cho mọi người nữa nên là Hana đi quay. Đây, cái view đây đẹp không? Ở đây đang xây nè mọi người. Ngày hôm qua mới chỉ là xây thêm cái square giống là cái trung tâm thương mại á mọi người. Xây trung tâm thương mại. Rồi xây thêm spa, xây siêu thị ở trên này, trên Minh Thiết. Đây, ở dưới này cũng là chỗ cái sân golf này, chắc là dành để cho mấy người học, cái sân bên này nó đâu có đẹp bằng bên kia đâu. Đó, khúc đằng kia nó đang xây dựng nên nó lười, không muốn đi lại đó. Khám phá vòng vòng Minh Thiết coi có gì hay ho không. Cái này là văn phòng. Văn phòng giờ này chưa có người làm việc. Đây. Minh Thiết. Văn phòng. Ở đây là cái văn phòng quản lý công trình nè, dành cho kiến trúc sư, kỹ sư, những cái nhà thầu đồ này kia. Trời, đợt này mập quá, bụng bự quá mọi người ơi. Mặt cái đầm như có bầu, đẹp chưa? Mặt trời lên rồi chứ, sáng nay mà đứng ngay chỗ này coi mặt trời lên là đẹp lắm luôn á. Mà thức dậy nó lên, thức dậy là ông mặt trời ông lên tới trên đỉnh đồi luôn rồi. Đây, Minh Thiết dưới ánh nắng kìa mọi người, nhìn thấy có đẹp không? Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi tham quan phía sau của Minh Thiết ha. Mình sẽ đi coi phía sau, hồi nãy là mình đi coi phía trước rồi, bây giờ mình sẽ đi coi phía sau. Thì phía sau là những cái lối mà đi vô chính, những cái lối đi vô chính. Còn ở phía trước là ban công thì có khu vườn nhỏ, nãy Hana mới chơi khu vườn á. Đó. Thì ở đây, lối này là lối mà đi vô cửa chính, đi vô nhà. Đây, mấy cái cửa chính nè, đi vô trong đó rồi quẹo vô rồi mở cửa bên này ha. Mấy cái cửa chính đi vô nhà đó. Thì bên này nó xây là em suốt là mỗi căn như vậy là đều có hai phòng ngủ ha. Nghe cái tiếng ồ ồ á là cái tiếng của máy sưởi, hệ thống máy sưởi mọi người. Trời ơi, đi ngang lạnh dữ à. Hệ thống máy sưởi giống như là mấy cái cục của cái máy lạnh đó, nhưng mà mọi người nhìn thấy cái máy lạnh là cái hệ thống nó âm vô trong, nó âm vô trên cái trần nhà. Cái hồ bơi nằm ngay chỗ nào ta? À đây, mình đi lên hồ bơi ha. Đây. Mấy cái nhà này thì view nó đi ra ngoài phía núi bên kia, phía ông trời, ông mặt trời mọc. Còn phía nhà Hana ở là đi lên phía ông mặt trời lặn. Thì đây là cái khu hồ bơi. Đó, dự án này vẫn xây để bán nha mọi người, bán định cư nha. Cái quy định của cái hồ bơi từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối, là tối nữa không được bơi hả? Tắm trước khi đi xuống hồ bơi. Trẻ em dưới 14 tuổi á thì phải có cái người lớn giám sát. Mệt, không có nhu cầu bơi. Có phao nữa nè mọi người. Còn cái này là biết cái gì không? Cái này là cái mà để tắm trước khi xuống hồ bơi đó. Bên này là thùng rác, đó là phao.
Bây giờ mùa đông á không có ai bơi nên là người ta dẹp hết dù với ghế nằm phơi nắng này mọi người. Chứ mà mùa hè nha là nó sẽ làm sạch cái hồ bơi lại. Hồ bơi này đang dơ nha. Đây hồ bơi dành cho trẻ em nè. Cái hồ bơi này giống cái kiểu là hồ bơi massage, nước nó đập 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 đập. Có chỗ ngồi nè, xuống đập đập nè, đó. Còn đây nếu mà nhìn từ khúc này nhìn xuống như vậy thì giống như hồ bơi vô cực không? Đó. Nhìn đi trang hồ bơi vô cực không? À. Hồ bơi này cũng khá là dài nhưng mà sâu bao nhiêu thì không biết. Nếu mà là mùa hè thì những cái ghế sẽ trải ở đây, cái ghế nằm phơi nắng. Tây nó mê phơi nắng lắm chứ, thật ra mình thấy nắng mình sợ muốn chết. Ở trên này hơi cao một tí, mình có thể nhìn xuống dưới chỗ Sài Gòn được đó mọi người. Ôi, đứng ở dưới ánh nắng nó ấm dễ sợ. Đây là hồ bơi dành cho những cái căn này. Ở đây nó có một cái khu kia là hồ bơi, mỗi căn đều có mỗi cái hồ bơi, cái khu mà nó VIP Pro luôn, là mỗi căn đều có một cái hồ bơi nằm ở phía trước. À. Giờ này có người chơi rồi nha mọi người. Nhà nhà của Hana thì nhìn ra được sân gót, chỗ Hana ở nhìn ra được sân gót. Cái này đi lên trên nữa không biết là cái gì ở trên, mà nãy giờ thấy cũng có nhiều xe chạy lắm, cái làng ở trên hay sao. Thì đây là ở Baffles nha mọi người. Khi nào mà anh chị ở Việt Nam á mà mua bất động sản qua công ty Bafilia mà anh chị qua đây tham khảo bất động sản thì 100% là anh chị sẽ ở đây nhé. Là khi mình xuống máy bay á là Hana với lại người của công ty Bafilia sẽ đến đón mọi người, đến đón mọi người xong rồi là đưa mọi người về đây cho mọi người nghỉ ngơi. Sau đó là sẽ sắp xếp một cái lịch trình cho mọi người đi tham quan bất động sản, rồi sẽ đưa mọi người đi du lịch một vài điểm nổi tiếng ở đảo Sip, và sau đó sẽ là dẫn mọi người đi ăn uống. Thì một cái hành trình như vậy nó gồm có 4 ngày đó. Rồi để đi tham quan dự án của bất động sản của bên công ty Papilia thì sẽ như vậy đó. Thì sẽ ở đây, ở Ninh Thiếp, sẽ lo toàn bộ chi phí là ăn ở luôn á mọi người. Còn anh chị nào mà ngại đi đi từ Việt Nam sang á mà sợ hả, đi qua sân bay quốc tế rồi đi quá cảnh ở nước này nước kia mà không rành tiếng Anh mà chưa đi nước ngoài lần nào mà sợ à, thì mua vé máy bay cho Hana. Mua vé máy bay cho Hana, Hana về đón đi. Nó giỡn thôi chứ đi nó cũng dễ gần chết chứ có gì đâu đúng không à. Thì bây giờ mình sẽ đi đi vào nhà, mình sẽ quay sơ cái nhà của mình ở ngày hôm qua cho mọi người xem nữa, là coi như kết thúc cái dạo quanh từ sáng giờ. Thì một lúc nữa sẽ có một cái video clip ở khách sạn. Thì ngày hôm qua buổi tối thì mọi người cũng không nhìn thấy rõ khách sạn đúng không, thì tí nữa mình ăn sáng thì mình sẽ nhìn thấy rõ khách sạn nha. Bây giờ thì mình đi vô mình tham quan cái nhà tí nữa. Đây từ cửa bước vô nè, cái cửa nè đó, nó rất là riêng biệt á, nó có tường này nè, ở ngoài nhìn vô nó không có kiểu dạng như là không có cảm giác là mình bị người ta làm phiền. Thì nó cũng có sân vườn bé ở phía sau, sân vườn đó. Thì cái hệ thống của cái nhà này á là hệ thống thông minh nha, cửa là sẽ thay bằng thẻ. Rồi máy lạnh thì máy lạnh ở trên trần nhà nên là nó rất là ấm luôn, bước vô phát là ấm liền. À, rồi mình từ cửa chính bước vô thì mình sẽ thấy cái bếp nè, tiếp đó là cái bàn ăn nè. Giờ mình sẽ quay cái bếp trước nha. Đây là bếp điện nha mọi người, đây là bếp điện và cái hệ thống hút khói khử mùi nó sẽ nằm trên này đó. Đây cái máy hút khói nên là nhà mình nấu ăn nó sẽ không bị hôi. Hoặc là ở đây nó có cái cửa đồ rất là rộng rãi, ở đây cũng cửa này cũng có thể mở được nên khi mình nấu ăn thì mình không có sợ bị hôi. Ở đây thì tủ đó, ba ngăn, bên này cũng vậy đó. Đây thì đựng ly, bên này thì đựng chén bát, dưới này thì đựng dao đũa muỗng rồi này kia đó. Dưới này thì nếu mà người Việt Nam mình thì mình sẽ đựng gia vị nha, hủ tiêu, hủ ớt, hủ muối rồi này kia nè. Đây dưới này thì sẽ đựng những cái thực phẩm khô giống như mì, bún, sợi đồ này kia. À. Bên này thì sẽ chứa sọt rác với lại những cái dung dịch để chà rửa vệ sinh nhà. Bên này thì mình sẽ để nồi niêu ở đây, rổ rá, thớt đồ đây. Đó.
Thì ở đây mình cũng có thể để nữa nè, nồi niêu hoặc là để những cái thức ăn cũng được. Ở trên kia cũng có hộc luôn, để những cái đồ mà gia đình ít sử dụng. Đây là cái lò nướng. Hả? Đây, nhiều ngăn để lắm. Còn bên này là tủ lạnh. Đây là tủ lạnh. Tủ lạnh cũng lớn ha. Ngăn trên tủ lạnh cũng được. Đồ đây là ngăn ngăn đá của tủ lạnh. Tiếp theo thì ở đây là cái nguồn điện của gia đình nè. Nguồn điện ở trong này. Anna thích cái chỗ này. Cái chỗ này là cái hệ thống đèn đó. Mở đèn cảm ứng. Đó, mình có thể mở đèn. Và đây là cái điều khiển máy lạnh. Mở tắt quạt hay là này kia. Đây cũng là hệ thống đèn. Thấy không? Cái này là hệ thống của khách sạn, là khách sạn nó sẽ tự tắt đèn cho mình luôn nè. Cái này mình kêu nó là đừng có làm phiền tôi, thì mình bấm cái này thì sẽ không ai tới gõ cửa mình hết. Ví dụ như có những cái người, người ta sẽ tới dọn phòng rồi này kia mà mình chưa muốn người ta tới thì mình bấm cái này. Còn cái này là dọn phòng đi, mình nhờ dọn phòng thì người ta sẽ tới dọn phòng. Và đây là cái sơ đồ của Minh Thiết suốt nè. Đó, mình thiết xuất, mình ở cái phòng số 10 ở đây. Thì ở đây á, là cái quầy lễ tân hồi nãy mình đi bộ nè. Đó, mình đi bộ xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Thì đây, đây là cái bãi xe nè, đó. Tiếp theo là mình sẽ nhìn thấy được cái phòng khách ha. Thích những cái nhà mà nó kiểu như này nè. Mình bước xuống. Phòng khách thì màu của cái nhà này nó rất đẹp. Màu xám, màu chủ đạo là xám, trắng. Nên là nó có sự hài hòa, nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Khi mà mình làm về bên cái bất động sản này, mình đi xem nhiều cái nhà rồi đó mọi người, nên là mình cũng mở mang tầm mắt một tí xíu, để mai mốt nữa mình sẽ, khi mà mình có nhà, mình mua nhà thì mình sẽ biết cách để mình trang trí nhà cửa cho nó đẹp, cho nó sang trọng. Nhà mà nhìn vô nhiều màu quá thì nhìn như một cái trường mẫu giáo, đúng không? Đó, thì ở ngoài này là cái ban công. Ở phía ngoài thì cửa này là phải mở hai cái xuống hết thì mới mở ra được. Ngày hôm qua không biết mở. Đó, phía ngoài để mọi người ngồi hút thuốc lá đồ ở ngoài đó. Đó, đi ra ngoài. Bên này là phòng ngủ, thầy đang ngủ rồi. À, phía ngoài ngồi đây uống trà đọc sách đó, livestream nói chuyện. Vô phòng khách nha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong phòng ngủ đi. Vô cái phòng ngủ bên này đi. Phòng ngủ bên kia thầy không ngủ à. Phòng ngủ bên này thì mình sẽ mở đèn của nhà tắm nha. Đèn nhà tắm. Đó. Mình mở đèn nhà tắm lên. Thì đó, nhà tắm. Rất là đẹp luôn. Cái chỗ rửa mặt màu đen ngầu chưa? Thì nhà tắm này thì nó có cái bồn tắm nằm. Nhà tắm bên kia bồn tắm đứng. Đây là cũng có toilet nè. Mọi người thấy không, nhà này màu là xám trắng và một tí xíu đen, tới cái sọt rác với lại cái đồ chà bồn cầu nó cũng là màu đen đó. Và cái nội thất thì gỗ nha, rất đẹp. Anh rất là thích cái kiểu như này. Cái kiến này thì nó có đèn, tắt đèn được, mở đèn lên được đó. Bồn tắm ở trong thì cái cây tắm này nó cũng màu nó cũng đẹp. Bây giờ còn cái này đặc biệt rồi, mọi người biết cái này là cái gì không? Cái này gọi là cái máy sưởi khăn á. Cái này mình bật lên đó là nó sẽ nóng nha, mùa đông á. Mình bật cái này lên á thì cái này nó sẽ có nhiệt điện, nó sẽ nóng. Nó thì cái khăn mình để đây lúc nào nó cũng sẽ ấm cái khăn hết. Mình tắm xong ra mình ở trong nước nó nóng, nhưng mà mình vừa tắt nước nóng một phát là mình sẽ bị lạnh. Thì mình sẽ lấy cái khăn này thì cái khăn này nó nóng luôn, lâu nó rất là tốt cho sức khỏe. À, đây giống như cái tủ hay gì. Đây là gì ta? Hình như là cái tủ mọi người ơi, nhưng mà mình không có chìa khóa nên không mở được. Nó là cái tủ. Mình sẽ tắt đi, mình không dùng mình tắt đi đó. Còn đây là cái phòng ngủ, thì đây là cái đồ mà để vali lên đó mọi người, banh nó ra rồi để vali lên đó. Đây là phòng này là hai giường đơn, một hai giường đơn. Hai giường đơn, tủ thì cũng tủ bé, máy sưởi, ban công, gương, tivi, chỗ trang điểm ngồi đây. À.
Phòng bên kia thì thầy ngủ rồi, nên là thôi sẽ không review phòng bên kia. Thì rất là cảm ơn mọi người đã thức dậy và xem cái video clip ngắn ở trên Pinterest của Hana rất là nhiều. Mong là mọi người ủng hộ kênh của Hana hoài hoài luôn nha. Ai đăng ký rồi thì giới thiệu cho người nhà bạn bè đăng ký ủng hộ Hana. Còn ai mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hana nha. Và những anh chị hoặc là những bạn nào đó mà có cái nhu cầu mà tìm hiểu về cuộc sống đảo Síp, tìm hiểu về cái cách thức định cư ở đảo Síp như thế nào, mua nhà bao nhiêu tiền, làm thủ tục như thế nào, thì mọi người cũng có thể nhắn tin hỏi Hana. Thì cái thông tin của Hana thì Hana để ở trên màn hình này, thì mọi người có thể hỏi Hana hoặc là mọi người ask về cái Facebook fanpage đó, cái fanpage Hana Nguyễn cuộc sống tại đảo Síp, hoặc là cái Facebook cá nhân của Hana là Hana Nguyễn đó, thì có hình của Hana thì mọi người sẽ thấy. Hana sẽ tư vấn cho mọi người. Thì nếu mà anh chị nào mà chưa có cái điều kiện để mà chưa đủ điều kiện để mà định cư đảo Síp, nhưng mà trong suy nghĩ của mình đã có một cái mong muốn là sẽ sang đảo Síp để định cư á, mà mình chưa có điều kiện á, thì mọi người cũng có thể tìm hiểu, cũng có thể hỏi Hana. Hana sẽ tư vấn cho mọi người. Thì đến khi nào mà mọi người có đủ điều kiện để định cư rồi, thì mọi người có đủ kiến thức về đảo Síp, có đủ sự hiểu biết về đảo Síp và cảm thấy liệu đảo Síp nó có phù hợp với mình hay không, thì lúc đó mọi người quyết định vẫn không muộn đó. Nên là Hana sẽ tư vấn hết cho tất cả mọi người luôn, chứ đừng có ngại là bây giờ chưa có điều kiện mà hỏi thì chắc là không trả lời. Không sao, cứ hỏi, cứ thắc mắc thì cứ hỏi. Thì Hana có rất là nhiều tin nhắn gửi về mỗi ngày, nên là nhiều khi anh chị hỏi mà mình chưa có trả lời liền được thì mình vẫn sẽ trả lời, nhưng mà nó sẽ lâu hơn, ví dụ như 1-2 tiếng gì đó. Hoặc là cái múi giờ ở Việt Nam với lại ở bên Síp nó ngược nhau, nó cách xa nhau khoảng 5 tiếng á, thì cái lúc đó thì mọi người thức dậy thì Hana vẫn còn ngủ, hoặc là mọi người nhắn tin thì Hana đi ở ngoài đường này kia thì Hana không trả lời liền được. Nhưng mà khi mà Hana nhận được thì Hana sẽ trả lời, hoặc là Hana rảnh Hana sẽ trả lời cho tất cả những cái câu hỏi của mọi người luôn ha. Thì rất là cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi Hana, luôn yêu thương dành tình cảm cho Hana, và có anh chị đã đồng hành cùng Hana luôn rồi. Thì là cảm ơn mọi người đã trao cái sự tin tưởng của mọi người cho Hana đó. Thì một lần nữa thì Hana xin chúc mọi người sức khỏe, chúc mọi người luôn may mắn, vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.